Rồi, xin chào các bạn. Bây giờ mình đã đóng cái cặp đầm liền căm bánh trước. Đây có cả mày này. Đây. Thì bật vàng. Liền viên, căm viên, đầm viên, cái này có 82. Cái này đặt mới ráp nha. Chứ rất là ít khi có sẵn. Tức là người ta bán cái đầm riêng, căm riêng, dầm riêng, ít khi mà người ta bán nguyên cả một cặp, tại vì thông thường là người ta bán một cặp trước sau và người ta mua nguyên cặp, người ta thay, ít khi mua lẻ như thế này. Thì cái thứ hai là người ta bị hư căm, người ta mua căm hư niền, người ta thay niền, chứ có khi nào mà bạn bị hư cái niền mà bạn mua nguyên cái cặp bánh như thế này, từ khi cái đầm với niền bạn bị hư hết rồi mới thay. Tại đây là cái cặp mà khách bị hư thì khách đặt nguyên cái này. Đó, các bạn thấy. Lúc trước mình có quay cái này, có sẵn cái bố thắng viên luôn. Các bạn thấy trên này có chữ HM này, đó viên luôn nha. Thiết kế bằng cột. Đích 250 120 cái lợn liền mà làm giỏ quá chuẩn. Ok, bây giờ toàn cái cùng mình đóng gói luôn. Đây thì mình mua sẵn những cái thùng như thế này, bây giờ sẽ đóng gói lại. Thank you.
ok. Này là xong cái cục hàng. Đây. Thì các bạn có nhu cầu mua phụ tùng riêng xe cúp thì liên hệ với mình, bất kỳ món nào liên quan tới xe cúp là mình đều cung cấp được hết nha. Xe cúp là có hết. Rồi, bạn thấy mình bao rất là kỹ. Hay như là nước, đảm bảo là nước không vô. Để trong lúc quá trình vận chuyển là nhiều lúc như là hàng người ta bị bể hay là này nọ gì đó, nước nó có chảy dọc hàng thì nó cũng không bị hư cái tem, hư giấy và hư bên trong. Tất cả những món hàng các bạn mua bên mình đều gói y chang như vậy, gói kỹ bên ngoài, bọc ni lông và dán băng keo bên ngoài rất là cẩn thận để không có bị cóc, vỡ, nát này nọ. Rồi các bạn lưu ý là mua hàng bên mình là chuyển tiền trước, nhận hàng sau, không ship COD. Đó. Thì tất cả khách hàng của mình đều như vậy. Và ngay cả mua xe cũng thế. Cái xe cả 100 triệu thì cũng phải chuyển khoản trước rồi bên mình đi ship xe đi nha. Còn mức độ uy tín là làm ăn như thế nào thì các bạn vui làm gọi trực tiếp và liên hệ với mình để biết cái cách thức mua bán. Rồi ok, cảm ơn các bạn.